Tấn Bell được cho ủng hộ bà Phương Hằng, phát ngôn của Trấn Thành nóng lại giữa lùm xùm Hoài Linh. Thời gian qua, lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa lúc các đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Hoài Linh bị bà chủ Đại Nam giáo tên liên tục, danh hài Tấn Bell cũng có nhiều bài đăng đầy ẩn ý. Còn nhớ vào thời điểm đó, Tấn Bell từng đăng ảnh nghệ sĩ Hoài Linh cười tươi giữa lúc nam danh hài bị bà Phương Hằng chỉ trích. Sau đó vì bị cư dân mạng tấn công, nam diễn viên hài đã xóa bài viết đăng, đồng thời lên tiếng ủng hộ những việc làm của vợ ông Dũng Lò Vôi. Đến tối 21 tháng 5, Tấn Bell tiếp tục có động thái mới khi đăng tải đoạn clip đàn hát ca khúc Đời Nghệ Sĩ. Kèm theo đó, nam diễn viên còn đăng dòng chú thích: phận tằm thì phải nhà tơ, chén cơm khán giả mãi ghi trong lòng. Bài đăng của Tấn Bell nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, bởi những ngày qua phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ là chủ đề được nhiều người bàn tán. Với dòng trạng thái mới này, nhiều khán giả đều cho rằng Tấn Bell ngầm ủng hộ quan điểm mà vợ ông Dũng Lò Vôi đưa ra trước đó. Về phía mình, Tấn Bell cho biết: những gì tôi chia sẻ là cái tâm của tôi, clip tôi chia sẻ là tâm trạng của tôi, tâm trạng của nghệ sĩ, muốn trả ơn khán giả. Lời bài hát về buổi chiều rất buồn, cũng giống như đời nghệ sĩ, chỉ có vậy thôi, không có ý nghĩa gì khác. Nhiều khi nói ra thì người ta nghĩ khác, cộng đồng mạng lại nghĩ sai nên tôi không có ý kiến gì, đó chỉ là bài hát thôi. Khi được hỏi về lùm xùm từng đăng ảnh Hoài Linh và Trịnh Kim Chi giữa lúc cả hai bị bà Phương Hằng chỉ trích sau đó lại xóa bài đăng, nam nghệ sĩ bày tỏ: những gì tôi đăng là tấm lòng của mình chứ không ám chỉ điều gì, tôi hoàn toàn không nghĩ gì. Đó giờ khán giả biết tôi kín tiếng, tôi không bênh ai hay bỏ ai, chỉ tập trung vào chuyện của mình. Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh được cư dân mạng quan tâm khi nam danh hài liên tục bị réo gọi trong các livestream. Sau đó, nhiều người tiếp tục hoài nghi về số tiền quyên góp ủng hộ miền Trung từng được diễn viên Dạ Cổ Hoài Lang kêu gọi trước đó. Giữa lúc dư luận đang nhốn nháo về số tiền kêu gọi từ thiện mà Hoài Linh kêu gọi đã đi về đâu, thì phát ngôn của Trấn Thành khi nói về việc đi làm từ thiện cũng bất ngờ nóng trở lại. Theo đó, trong đợt dịch năm ngoái, Trấn Thành đã kêu gọi và đã nhờ MC Đại Nghĩa chuyển 3 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung. Lúc này, nam danh hài bộc bạch: chúng tôi không phải cái gì giỏi giang hay làm chuyện to tát, ghê gớm gì, nhưng chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Nhiều người cứ bắt nghệ sĩ chúng tôi phải giải trình số tiền từ thiện. Nếu như thế có lẽ chúng tôi sẽ không làm nữa. Đây không phải nhiệm vụ chúng tôi sinh ra phải làm. Chưa dừng lại ở đó, ông xã Harry Won cũng nhấn mạnh làm từ thiện thì phải làm từ tâm. Chúng tôi làm từ thiện cực khổ lắm, phải làm đủ thứ chuyện, chúng tôi không ăn một đồng nào hết. Ăn tiền từ thiện này sống không nổi, không ngóc đầu lên đâu. Chúng tôi đủ khả năng kiếm tiền nuôi sống bản thân, chứ không ai đi ăn tiền từ thiện hết, anh khẳng định. Mặc dù phát ngôn của Trấn Thành không liên quan đến lùm xùm của Hoài Linh, thế nhưng khán giả vẫn không ngừng bàn tán vì phù hợp với hoàn cảnh, câu chuyện mà nhiều người đang nhắc đến. Điều khán giả trông chờ nhất lúc này chính là việc nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng giữa hàng loạt những lùm xùm, vì càng im lặng càng khiến mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.